Sáng ngày 10 tháng 7, ba đội chi viện của Bệnh viện Chợ Rẫy với 76 nhân viên y tế, gồm 30 bác sĩ và 46 điều dưỡng, đã tiếp tục lên đường đến hỗ trợ công tác điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại các bệnh viện dã chiến ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, đội chi viện số 2 và đội chi viện số 5 có 46 thành viên, gồm 20 bác sĩ và 26 điều dưỡng đến thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi. Đội chi viện số 3 gồm 30 thành viên, có 10 bác sĩ và 20 điều dưỡng lên đường hỗ trợ bệnh viện điều trị COVID-19 Bình Chánh. Đây là 3 trong số 6 đội chi viện của Bệnh viện Chợ Rẫy được phân công đến hỗ trợ công tác điều trị tại các bệnh viện điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Bộ Y tế và sự phân công của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi tham gia chi viện, các nhân viên đều được tập huấn kiến thức về hồi sức, kiểm soát nhiễm khuẩn, phát hiện sớm các dấu hiệu trở nặng của người bệnh. Đội ngũ chi viện tùy theo nhu cầu của mỗi nơi được đào tạo hồi sức, tập huấn kiểm soát nhiễm khuẩn nhằm đảm bảo chăm sóc bệnh nhân an toàn, phát hiện sớm các dấu hiệu trở nặng của người bệnh. Theo kế hoạch, các đội còn lại sẽ tiếp tục lên đường đến hỗ trợ chuyên môn tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Thủ Đức và Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Thuận Kiều Plaza.